tiếp tục là tập 9 nha cả nhà, tập 9 nha quý vị khán giả. Cho anh Ngựa xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh ha. Anh Ngựa sẽ làm tiếp tục vào cái câu chuyện của vô gia cư mẹ con nhà Cám tập 9 ha. Quý vị khán giả nhớ tặng cho anh Ngựa một like, một lượt đăng ký kênh nha. Anh Ngựa lại lên nói chuyện về câu chuyện mẹ con nhà Cám và đồng bọn. Thì mình đã lên phần 8 tập rồi, bây giờ lên 2 tập nữa là mình nghỉ ha. Đến tối mình sẽ lên live stream ha cả nhà. Thì tiếp tục nha, tiếp tục là nghe cái bọn Atifa này nó vô nó nói chuyện tào lao ha. Với cái gia đình ruột thịt này ha, gọi là gia đình ruột thịt đấy. Gia đình ruột thịt mới chịu nha. Cô Chít và chú Bảy sẽ bị gây gậy ông đập lưng ông, tương lai đi vào ngõ cụt. Cái này được á, cái này đâu có còn cái gì nữa đâu mà gậy ông đập lưng ông bạn, đúng không? Cái này là coi như là dẫn tè le rồi, bây giờ chỉ có chờ tới ngày đóng án phí thôi, đúng không? Chứ bây giờ ngõ cụt gì nữa, giờ còn cái ngõ nào nữa đâu mà cụt. Bây giờ là leo lên lưng cọp là phải leo rồi, đúng không? Giờ không leo thì cũng đâu không, chứ không leo cũng chả được, đúng không? Đúng cả nhà, giờ không leo cũng chả được, tại vì giờ nó quá trời quá đất rồi ha. Nãy giờ là coi như là hại con người ta đến nước này rồi thì có còn cái gì nữa đâu mà để mà ai mà tha thứ nổi. Giờ chú Năm, chú ở dưới kia, chú ở thế giới bên kia, chú cũng không tha thứ cho cái bọn này, nói thẳng luôn đó. Không tha thứ nổi, tha thứ gì nổi. Sống ác như vậy mà ai mà tha thứ nổi cả nhà. Nói thiệt á, chú Năm bây giờ chú ở thế giới bên kia mà chú coi như mỗi lần chú nghĩ về con cháu của chú là chú nghĩ cái đám em này á, nó đang coi như là nó đang hãm hại, đúng không? Mà giờ là chú chỉ là người coi như phù hộ cho con chú khỏe mạnh với lại buôn may bán đắt thôi. Còn cái bọn này là coi như là phải chờ pháp luật xử lý, đúng không? Cái bọn ve với 678 này là chờ pháp luật. Pháp luật thôi, bây giờ thắng thua chờ pháp luật thôi. Còn ngoài ra giờ là cái đám này là nói chung là thuộc về cái dạng hết thuốc chữa rồi ha. Hết thuốc chữa rồi, cả mẹ cả con ha, không được cái nước non gì hết ha, không được nước non gì. Giờ ngó cụt hay ngó gì đi chăng nữa thì cũng tiêu rồi, giờ cũng lên tớt rồi, chờ ngày thôi. Quan trọng lên tớt mà lên tớt ngày nào thôi, đúng cả nhà, ngày nào là cái ngày chính thức là được lên tớt. Chứ còn thật sự là thắng thua là người ta cũng đã nắm rõ rồi, nắm trong nắm, người ta biết trước là người ta thua mà người ta vẫn đi kiện, thua nhưng mà vẫn đi kiện đó, chứng tỏ là người ta biết rồi, chứng tỏ là bên phía con ve nó biết nhưng mà nó vẫn kiện. Nó kiện dạng như kiện cho bố ghét vậy đó, ha. Ăn không được phát cho hôi rồi thôi. Chứ giờ cả nhà nghĩ đi, bây giờ nếu mà nó ăn không được thì thế gì mà nó để cho con Loan mà nuốt trôi, đúng không? Đó, cho nên tại sao mà mẹ con nhà nó dùng truyền thông, thuê truyền thông để lên mà chửi rủa Hồng Loan, đúng không? Bánh tét là nó cũng thuê chứ, nhưng mà bây giờ là do nó không tận dụng con tét nữa, giờ nó tận dụng người khác. Hồi trước là nó thuê bởi con quà này, bánh tét này, đúng không? Rồi guitar này, phong cùi này, nhưng mà bây giờ mấy cái con người đó ví dụ như là đòi ăn một cái số tiền cao, mà bây giờ mẹ con thì nó không có chi, không có chịu chi ra, thì bây giờ người ta bỏ lần bỏ lượt, bỏ từng người một, người ta bỏ người ta đi. Tại vì mẹ con nhà nó là coi như là nếu như mà thuê những người đó là phải tiền nhiều, thuê tiền ít nó đâu có lên nó nói, nó đâu có lên nó chửi, nó tái thuê không mướn mà ví dụ thuê nó ít tiền nó đâu có chịu đó. Còn con tét thì coi như là thuê con tét thì coi như là không có tác dụng ngược lại, không à, không được cái gì mà cuối cùng chúng chửi không, đúng không? Bây giờ nó cắt những cái chuyện nó đi để cho khỏi phải tốn tiền ha.
hồi nãy giờ nó kéo truyền thông là coi như bây giờ còn một số các cái kênh mà dạng như nhỏ nhỏ Cóc Nhái Hải Hương là vẫn đang coi như là về phe cánh mẹ con nhà nó là giống như là thằng gà trống nuôi con, đến cái thằng đồng chọc bạn nó thì cái con Khương Xà Bần, con Tám Hỏa Chuột với cái con mà Mặt Trời Mặt Trăng đó, thì cái bọn đó là nhiêu đó là nó đủ kết hợp là coi như là với con mì tôm Củ Chi đó, nó chủ yếu là nó mướn con mì tôm kìa, con mì tôm á, còn vấn test là nó không cần nữa rồi, vấn test là bây giờ nó tuyên bố nó không cần nữa. Bây giờ bán tép bây giờ nó không đem lại lợi nhuận cho con ve nữa, mà con bán tép là nó dạng như là nó mà tới cơn của nó lên rồi đâu có bụng nó lại được ha, không có bụng nó lại được, trường hợp mà phải bơm máu cho nó mới bụng được đó, còn không bơm cho nó là nó khai hết, nó khai tần lè. Cho nên tại sao mà bây giờ mẹ con nhà nó không thuê con tét nữa, mà thuê chỉ có mình ở ngoài giờ không thuê, giờ không thấy con nó lên bài, giờ chỉ có thuê con mấy cái con xe mì với thằng Đất Truyền Thông đúng không, thằng Đất với thằng Bốn Lỗ rồi con Khương Xà Bần rồi con đứa con nuôi bây giờ với guitar bây giờ là cũng dạng như là mẹ con nhà nó cũng lạc rồi, Phong Cùi nữa đúng không, với còn lại thì bây giờ bánh kép thì chắc nó không thuê đâu, nó thuê tốn kém nó không thuê, giờ nó để bên đây nó thuê cái đám nho nho này với con mì tôm Củ Chi đúng không, thấy nó có lợi hơn nó thuê mấy người này, cái nó không có thuê bánh kép nữa, bánh kép với cay, bánh kép với cay cú đó. Hai biểu đúng cả nhà. Nên tại sao giờ bánh tét nó cay cú nó cay hết rồi đó, nó cay tè le rồi đó. Nó nói là nó chửi mà nó chửi Võ thì xít với Lê thì ven chó, nó kêu tên cho luôn, kêu họ kêu tên à, rồi nó đem ra nó chửi ra giả. Tối nay thế này cả nhà yên tâm, tối nay tiếp tục là lại một bài giáo huấn của chị bánh tét ha, với lại em bé ve với lại cô ship ha, cô ship tối nay tiếp tục này. Tối nay bánh tét nó lại tiếp tục nó khai đào à, thì thôi anh ngựa xin kết thúc cái tập 9 ở đây ha, để chuẩn bị lên tập 10 thì cũng mong quý vị khán giả ủng hộ cho anh Ngừa một cái like, một cái đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào tập 10 của Mẹ Con Thấm Cám Vô Gia Cư. Bye bye cả nhà.